Lá mì nha mọi người, đặc sản của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Lá mì này xào với bà chị thì cực kỳ ngon luôn. Anh đang làm bà chị nha. Nhưng bà chị cho nó ra bớt mỡ xong rồi bỏ vô xào lên nhức nắp. Ngon lắm luôn. Ở nhà có ai ăn lá mì không ạ? Ai đã từng ăn lá mì? Lá mì nhà em ngon, lá mì mang về gò nát này nha, lá mì gòn. Lâu lắm rồi mà được ăn lại. Phải, chắc phải mười mấy năm rồi. Hiếm lắm mình ăn có lá mì gòn nữa. Xào lên. Thơm mờ. Rau qua đang đen nha, mọi người thông cảm. Nhìn thấy rõ lắm. Nhưng mà chất lượng rất là ok luôn. Ngon cực kỳ. Ai ăn không ta? Ai ăn không em chừa phần. Tôi yêu con Tâm, về con Tâm ăn lá mì. Rồi em kết thúc video. Ai ăn thì hú em nhé.